Xin kính chào anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng Amply đa kênh của Yamaha, có model là DSB AX1400. Thì đây là dòng đa kênh 7.1, là hàng đấu giá nội địa nhập về, hình thức còn rất là đẹp. Thì toàn bộ mặt phía trước được thiết kế là phay nhôm mà bằng chanh, nhìn rất là sang trọng. Và phía chính giữa đã được thiết kế bởi một cái màn hình hiển thị đầy đủ các thông tin về gói vào và các chế độ âm thanh. Đặc biệt là cái núm dĩnh volume cũng được thiết kế là phay nhôm rất là đẹp, rất là bóng. Thì với cái dòng Yamaha 1400 này thì nó sẽ hỗ trợ cái chuẩn kết nối là cộng quang và các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby Digital và DTS. Thì với cái dòng này anh em có thể kết nối lấy tín hiệu từ cái Smart TV đi xuống thông qua cái cộng quang để chơi nhạc từ YouTube xuống khá là hay. Thì nó sẽ có cái công suất cũng khá là khỏe, lên đến là 170W một kênh maximum cho loa 6 ohm, đánh rất là khỏe, đánh cùng lúc là 7 kênh loa. Và nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái chế độ xem phim và nghe nhạc, đặc biệt là cái chế độ nghe nhạc bằng 7 kênh stereo rất là hay, thì ta có thể nghe đều tất cả 7 kênh loa. Tùy theo một số cái dòng Amply thì nó sẽ không có cái chức năng này. Và với cái Yamaha 1400 này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ là đánh loa AB và A cộng B luôn. Khi mà ta kết nối ở cả hai cặp loa phong thì cái trở kháng của nó sẽ hỗ trợ từ 6 ohm cho tới 16 ohm ở chế độ A hoặc B, và khi chế độ A cộng B thì trở kháng của nó là phải từ là 12 ohm. Và với cái Yamaha 1400 này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ giải mã DAC lên đến là 24 bit 192 kHz, thì nó sẽ cao hơn cái dòng trước đó là dòng A8 1200 2003, thì nó chỉ tầm khoảng là 96 kHz mà thôi, nhưng với dòng này thì nó sẽ lên được là 192 kHz, nên nghe chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với những cái dòng trước đó ha. Và hình thức con này thì còn khá là đẹp nha anh em. Mặt trước không chảy một vết nào hết ha. Rồi em sẽ xoay cái xung quanh để cho anh em xem cái hình thức con này khá là đẹp. Đây là nắp lưng bên phải ha. Bên trái đây là cái khiển phụ kiện ha, có thể chỉnh được đa số những cái chức năng cơ bản của Amply. Và cái mặt lưng phía trên ha, nắp lưng nguyên zin luôn, chưa hề sơn phết gì ha. Rồi hiện tại em đang kết nối cổng quang ha của cái Amply, lấy từ tín hiệu từ Smart TV bằng cái ngõ là DVD và cái ngõ analog nó được kết nối là bằng CD. Rồi em sẽ test các ngõ vào. Đây là ngõ CD analog nha. Sáng tiếng ha, đặc biệt là tiếng bass chép rất là mạnh. Và với cái dòng này thì vẫn được chứng nhận là THX. Thì khi mà những cái máy nào đã được thiết kế rất là kỹ lưỡng và
trải qua những cái bài kiểm tra nghiêm ngặt của cái tiêu chuẩn phòng thu thì nó sẽ được chứng nhận cái TRS này. Rồi em sẽ test cái ngõ vào cổng quang ha, đây là cổng CD là cổng analog. Rất là nhiều cái chế độ nghe nha anh em. Tùy theo cái nhu cầu nghe nhạc và xem phim ha, thì ta thay đổi những cái chế độ này như thế này. Bảy kênh stereo ha, thì chế độ 7 kênh stereo thì nghe nhạc thì rất là hay. Và cái kích thước của cái con Yamaha AX1004 này ha, chiều ngang là 435mm. Chiều cao là 171mm và chiều sâu là 434mm. Điện áp là 100V, công suất tiêu thụ điện khá là cao, 400W, và trọng lượng của nó cũng rất là nặng ha, 15kg. Rồi em đã test các ngõ vào cổng quang và cổng analog ha. Tiếp theo em sẽ kết nối phía sau âm đi cho anh em ha. Rồi thì đây là cái kết nối phía sau của cái con Amply Yamaha DSB AX1400 và cái cổng quang em lấy cái tín hiệu từ Smart TV đi xuống ha, thông qua cái ngõ DVD, và cổng analog ha, được kết nối vào ngõ là CD. Đó là hai cái ngõ vào tín hiệu ha. Và đây là cái thông số của Amply Yamaha DSB AX1400. Điện áp 100V, tiêu thụ điện lên đến là 400W, khá là cao, made in Malaysia. Và đây là dòng 7.1 ha, thì nó có thể đánh cùng lúc là 3 cặp loa. Rồi, nếu như anh em nào chỉ có một cặp loa ha, thì ta lắp vào vị trí loa phong. Rồi, sẽ test rõ ra luôn. Và nếu có thêm một cặp thì ta phải lắp vào vị trí loa surround ha. Và có thể lắp thêm một cặp nữa cho vị trí là short playback ha. Và một loa về ở vị trí trung tâm là loa center. Như vậy với cái Amply này ha, thì ta có thể lắp cùng lúc 3 cặp luôn và thêm một cái loa center ở vị trí giữa ha. Anh em sẽ thấy là đây nó sẽ có cái khu vực là real ha, thì với cái real này Amply của chúng ta sẽ có thể trở thành một cái giải mã DAC 24 bit, nên tần số lấy mẫu lên đến là 192 kHz, nên chất âm của nó khá là hay ha. Em đã chuẩn bị sẵn một cái Amply để test cái ngõ real luôn ha. Ta cắm vào ngõ loa phong ha. Tất cả các ngõ vào là cổng kỹ thuật số ha, và analog, và sau khi đưa vào xử lý thì nó sẽ xuất ra cái real này luôn ha, xử lý và giải mã DAC ha. Rồi đây ha, hai ngõ real và như vậy ha, với cái Yamaha DSB AX1004 này thì anh em có thể lắp vào cái van số để hát karaoke với cái công suất của nó maximum lên đến 170W một kênh, cho loa 6 ohm đánh rất là khỏe ha, và điều cho tất cả là 7 kênh loa. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng để làm giải mã DAC với cái tín hiệu ngõ cổng quang lấy từ Smart TV đưa vào và xuất giải mã DAC 24 bit 192 kHz thông qua cái ngõ real này ha, với cái chất lượng và đẳng cấp của Yamaha trong một cái tầm giá rất là tốt ha. Rất là hiếm có một cái giải mã DAC nào rời mà được cái tầm giá tốt là như vậy ha.
và anh em có thể chơi trực tiếp nhạc từ Smart TV ha, xem phim và nghe nhạc trực tiếp từ cái amply này thông qua cái cổng kết nối quang ha, với một cái chất lượng của Yamaha rất là khá. Rồi như vậy là em đã sơ lược một vài cái thao tác về cái ngõ vào ngõ ra và cũng như là cái chức năng của cái con Yamaha SB AX1000 từ này, và em sẽ quay cái nội thất bên trong để anh em thấy là cái dòng này nó có thực sự gấu ha và để đáng sở hữu hay không ha. Xin kính chào anh em ha, tiếp theo cái video bên trong cái nội thất của amply ha. Đây là nội thất bên trong con amply Yamaha AX1004, một biến thế nguồn Yamaha to ha, được bảo vệ bởi một miếng mica, hai cái trụ lọc nguồn Nippon 12.000 microfarad. Con này khá là gấu ha, rất là đẹp. Và dòng này thì nó sẽ đánh là 14 sò thang. Và Yamaha thường thiết kế là một cái bộ giải mã DAC nằm phía bên tay phải ha, và được đặt bên trong một cái bộ chống nhiễu. Ruột gan con này thì khá là gấu ha. Hai dãy sò được lắp đặt ở hai bên nhôm bản nhiệt này. Máy còn rất là đẹp. Khung sườn sắt phía dưới thì còn rất là sáng. Ruột gan rất là gấu ha. Đặt kính ruột luôn. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt.